Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi những thông tin cập nhật về giá sầu riêng mới nhất hôm nay ngày 2 tháng 8 năm 2023. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Thưa các bạn, giá sầu riêng hôm nay ngày 2 tháng 8 duy trì đà tăng ở các địa phương. Sầu riêng Trung Quốc tự trồng chưa thể cạnh tranh trên thị trường. Ghi nhận hôm nay ngày 2 tháng 8, giá sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc với sầu riêng G6 hạng A 68.000 đồng 1 kg, loại cân nặng từ 1,8 tới 5 kg 2,7 hộp trở lên, sầu riêng G6 hạng B 56.000 đồng 1 kg, cân nặng từ 1,6 tới 5,5 kg 2,5 hộp trở lên, tăng 3.000 đồng so với ngày hôm qua, sầu riêng mung thong hạng A 104.000 đồng 1 kg, loại cân nặng từ 2 tới 5,5 kg 2,7 hộp trở lên, sầu riêng mung thong hạng B 88.000 đồng 1 kg, loại cân nặng từ 1,8 tới 6 kg 2,5 hộp trở lên. Giá sầu riêng trong nước ngày 2 tháng 8. Sầu riêng G6 từ 40.000 tới 65.000 đồng trên kg. Sầu riêng Thái từ 45.000 tới 99.000 đồng trên kg. Sầu Musa King 140.000 tới 150.000 đồng trên kg. Giá sầu riêng tại Tây Nguyên hôm nay. Với sầu riêng G6 đẹp lựa 50.000 tới 65.000 đồng trên kg. Sầu riêng G6 xô 40.000 tới 50.000 đồng trên kg. Sầu riêng Thái Dona đẹp lựa 83.000 tới 99.000 đồng trên kg. Sầu riêng Thái mua xô 45.000 tới 77.000 đồng trên kg. Bảng giá sầu riêng khu vực các tỉnh Đông Nam Bộ ngày 2 tháng 8 cụ thể như sau. Sầu riêng Musang King 140.000 tới 150.000 đồng trên kg. Sầu riêng G6 đẹp lựa 50.000 tới 64.000 đồng trên kg. Sầu riêng G6 xô 40.000 tới 50.000 đồng trên kg. Sầu riêng Thái Landona đẹp lựa 82.000 tới 99.000 đồng trên kg. Sầu riêng Thái mua xô 45.000 tới 76.000 đồng trên kg. Giá sầu riêng tại khu vực miền Tây hôm nay ngày 2 tháng 8. Sầu riêng G6 đẹp lựa 50.000 tới 65.000 đồng 1 kg. Sầu riêng G6 xô 40.000 tới 50.000 đồng 1 kg. Sầu riêng Thái Landona đẹp lựa 82.000 tới 99.000 đồng 1 kg. Sầu riêng Thái mua xô 45.000 tới 76.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng của Trung Quốc tự trồng chưa thể cạnh tranh trên thị trường. Diện tích trồng hạn chế cũng khiến lứa sầu riêng đầu tiên của Trung Quốc bán ra thị trường không nhiều. Theo Tân Hoa Xã, sầu riêng do người Trung Quốc trồng đã bắt đầu bán ra thị trường nhưng năng suất hạn chế và giá cao sẽ là rào cản để loại nông sản này cạnh tranh với hàng nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á. Trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam, sầu riêng tự trồng của Trung Quốc đã chín và bắt đầu đợt bán ra đầu tiên. Theo báo cáo, lứa sầu riêng đầu tiên của Trung Quốc được trồng trên diện dịch 93,3 ha, nhưng tập đoàn nông nghiệp Yêu Quy đang canh tác tổng cộng 800 ha để sẵn sàng tăng sản lượng cho những năm tiếp theo. Loại sầu riêng này có giá 120 nhân dân tệ trên kg, khoảng gần 400.000 đồng, cao gấp khoảng 3 lần so với phần lớn sầu riêng nhập khẩu. Giá sầu riêng trong nước sẽ không giảm trong thời gian ngắn, và Trung Quốc sẽ vẫn phụ thuộc vào thị trường Đông Nam Á để đáp ứng nhu cầu trong nước. Feng Shuizhi, Giám đốc Viện Cây Ăn Quả Nhiệt Đới tại Hải Nam cho biết, là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất thế giới, Trung Quốc đã nhập khẩu 825.000 tấn trái cây này vào năm 2022. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá sầu riêng ngày 2 tháng 8 năm 2023. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn và kính chào các bạn trong những video tiếp theo.